Lisa Blackpink nối gót nàng chị sang Pháp nhưng không tham dự show thời trang khiến fan bị hố. Những ngày vừa qua, Blackpink đã làm chao đảo mạng xã hội cũng như truyền thông khi đổ bộ Paris Pháp để tham dự Paris Fashion Week. 3/4 thành viên Blackpink đã đến Paris ngoại trừ Lisa, và cũng chính Lisa có lịch trình gây hoang mang nhất khi người hâm mộ chưa thể xác định cô nàng sang Pháp để làm gì. Hiện tại, thông tin cho biết Lisa sang Pháp muộn nhất nhưng lại có thời gian ở lại lâu nhất. Cụ thể, cô nàng sẽ sang Pháp vào ngày 4 tháng 10, ở lại 13 ngày cho đến 17 tháng 10. Nếu suy nghĩ đơn giản thì có thể Lisa sẽ tham dự tuần lễ thời trang như các thành viên khác của Blackpink. Nhưng fan mới đây đã truyền tay nhau thông tin cô nàng sang Pháp để quay MV mới kết hợp cùng DJ Snack. Một nguồn thông tin khiến người hâm mộ chắc nịch về việc Lisa đi quay MV bắt nguồn từ chia sẻ của giám đốc điều hành và của công ty Red Velvet Agency, một công ty chuyên tổ chức các buổi biểu diễn và lưu diễn ở châu Á được đặt trụ sở tại Pháp. Ông chia sẻ rằng trong tháng 10, Lisa và DJ Snack đang trong quá trình quay một phần của MV cho lần hợp tác của họ và họ sẽ quay phần còn lại của MV tại Paris vào tuần tới. Ngay cả chính chủ DJ Snack cũng đã vội thả thính nóng về màn kết hợp đáng mong chờ này. Ngày 2 tháng 10, DJ Snack đã đăng tải dòng tweet viết tắt SOLM. Người hâm mộ nhanh chóng dịch ra 4 cái tên được đồn đoán kết hợp cùng nhau là Snack, Ozuna, Lisa, Megan. Ngay sau đó, phía Ozuna và Megan Thee Stallion cũng đã có động thái hưởng ứng màn thả hiên của DJ Snack. Với những gì đã có, nhiều người đặt niềm tin rằng Lisa sẽ là mảnh ghép cuối cùng cho màn kết hợp này. Không thể phủ nhận rằng ở thời điểm hiện tại, Lisa Blackpink là một ngôi sao quốc tế có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Nữ idol chinh phục được đông đảo người hâm mộ, không chỉ bởi tài năng mà còn cả bằng nhan sắc và body cực phẩm. Cô nhiều lần được xếp hạng cao tại các bảng xếp hạng nhan sắc khắp thế giới, được mệnh danh là thánh body của K-pop. So với hình ảnh trong quá khứ, các fan càng khâm phục hành trình nâng tầm nhan sắc của công chúa Thái Lan. Tuy nhiên, màn dậy thì thành công của Lisa cũng khiến nhiều người đặt nghi vấn can thiệp giao kéo. Cụ thể, Lisa một thời bị nghi vấn can thiệp thẩm mỹ để tân trang nhan sắc sau khi loạt ảnh trong quá khứ bị đào lại. Nhìn lại ảnh cũ và ảnh bây giờ của nữ idol, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì quá khác nhau, làm dấy lên nghi vấn giao kéo. Nhiều người nhận xét mũi của em út Blackpink khá to, bè và thấp, khác hẳn với chiếc mũi thon gọn hoàn hảo hiện tại. Nữ idol còn từng bị ném đá rất nhiều vì nhiều người cho rằng cô đã thẩm mỹ mà không chịu thừa nhận. Không chỉ bị nghi vấn về nhan sắc, Lisa cũng từng bị chê bai thân hình gầy gò thiếu sức sống. Những năm đầu hoạt động nghệ thuật, em út Hắc Hường thường xuyên rơi vào tình trạng gầy quá đà khiến đôi chân tong teo, trông không khác gì cây sậy. Tuy dài song đôi chân của Lisa lại gầy quá độ, trông thiếu sức sống, thẳng ruột ở hình chưa chỉnh sửa. Điều này cũng làm nhiều người cho rằng Lisa không hề xứng với danh hiệu thánh body. Thế nhưng giữa những tin đồn giao kéo, netizen đã tìm được hàng loạt ảnh chứng minh nhan sắc của Lisa là hoàn toàn hàng thật giá thật. Sau nhiều lần không ngần ngại công khai mặt mộc hay khoe những đường nét gương mặt ở những góc cận, Lisa đã đập tan mọi tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Dễ dàng nhận thấy hiện tại, ở một số góc độ, phần cánh mũi của em gái quốc tế vẫn khá to, không khác gì so với trước đây. Ở nhiều khoảnh khắc trên mũi của Lisa lộ rõ những vệt phấn tạo khối. Như vậy, chiếc mũi cao, thon gọn chính là sản phẩm từ bàn tay khéo léo của thợ trang điểm. Bên cạnh đó, thành viên Blackpink trở nên xinh đẹp hơn cũng nhờ các phương pháp làm đẹp tích cực như massage tạo đường nét, dưỡng da. Và đôi khi, ảnh tạp chí được chỉnh sửa quá đà cũng khiến netizen tưởng nhầm rằng Lisa giao kéo nên mới có được nhan sắc hoàn hảo. Để cải thiện thân hình gầy gò trước đây, Lisa đã tập luyện vô cùng chăm chỉ. Ở thời điểm hiện tại, body của Lisa trở nên hoàn hảo, đáng mơ ước. Thành viên Blackpink đã dành rất nhiều thời gian trong ngày cho việc tập nhảy, giúp định hình những đường nét trên cơ thể trở nên mềm mại, chuẩn chỉnh hơn. Thêm vào đó, em gái quốc tế còn chăm chỉ tập Pilates thường xuyên để duy trì vóc dáng thon thả. Thời gian gần đây, Lisa đã có da có thịt hơn trông thấy, thậm chí còn không ngại khoe khéo vào một căn đầy gợi cảm. Danh xưng thánh body của Lisa là sự kết hợp của hàng loạt yếu tố, tổng thể body đẹp ngất ngây, bờ vai vuông góc chuẩn mực, vòng một không quá lớn nhưng vẫn sexy bất người, vòng eo con kiến nhỏ khó tin và đôi chân siêu dài. Tất cả đã tạo nên diện mạo đẹp như siêu mẫu, khiến Lisa có thể sang cảnh hóa mọi kiểu trang phục, cân mọi camera thường mờ nhòe của người qua đường.